ngày 29 tháng 1 năm 2021, tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 của Bệnh viện Trẻ Em Hải Phòng, ở đầu đường Việt Đức, phường Lãm Hà, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng, rất nhiều người đã đến đưa đồ tiếp tế cho các y bác sĩ, cán bộ và bệnh nhân đang ở bệnh viện. Bệnh viện Trẻ Em Hải Phòng đã được lệnh phong tỏa 14 ngày kể từ ngày 28 tháng 1 năm 2021, do có một bệnh nhân COVID-19. Tất cả các y bác sĩ, nhân viên làm việc từ ngày 28 tháng 1 sẽ ở lại viện trong suốt thời gian phong tỏa. Các nhân viên khác được hướng dẫn cách ly tại nhà. Các trường hợp F1 được đưa đi cách ly tập trung. Cũng vì lệnh phong tỏa được đưa ra nhanh chóng nên nhiều trường hợp bệnh nhân chuẩn bị được ra viện thì phải tiếp tục ở lại bệnh viện 14 ngày. Qua là được ra viện rồi nhưng mà để chiều ra viện thì cuối cùng lại bị cách ly. Giờ đang tiếp tế cho vợ ở trong đấy. Để hỗ trợ người dân, Ủy ban Nhân dân phường Lãm Hà đã lập một bàn tiếp nhận đồ tiếp tế, rồi cùng người của bệnh viện chuyển vào tận phòng cho người ở bên trong bệnh viện. Và cái này thì có mất chi phí không bác? Dạ không ạ. Từ tối hôm qua đến giờ thì các bác đã tiếp nhận và hỗ trợ được khoảng bao nhiêu lượt cho? Nhiều lắm, chứ không phải ít đâu. Tour trước thì ca khác, còn tour giờ chúng ta các bác từ sáng là nhiều. Nhiều đấy, chứ không ít đâu. Bệnh nhân mắc COVID-19 liên quan đến Bệnh viện Trẻ Em Hải Phòng là bệnh nhân 1561, bệnh nhân có địa chỉ thường trú tại tỉnh Hải Dương và có liên quan dịch tễ đến ổ dịch tại thành phố Chí Linh. Chỉ trong đêm 29 tháng 1, ngành y tế Hải Phòng đã khẩn trương rà soát xong hơn 2.200 người liên quan đến bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Bệnh viện Trẻ Em Hải Phòng để lấy mẫu xét nghiệm. Đến chiều 29 tháng 1, đã có 473 mẫu bệnh phẩm cho kết quả xét nghiệm, tất cả đều âm tính. Tuy đang trong tình trạng phong tỏa, nhưng do đây là bệnh viện trẻ em quan trọng nhất thành phố Hải Phòng, nên ngành chức năng thành phố đã phải tái cơ cấu để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trong những ngày phong tỏa. Theo bà Phạm Thu Xanh, nguyên giám đốc Sở Y tế, tổ trưởng tổ phản ứng nhanh phòng chống COVID-19 thành phố Hải Phòng, nếu tất cả hơn 2.000 mẫu đều âm tính, ngành chức năng sẽ cho sắp xếp lại bệnh viện để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trong những ngày phong tỏa. Cụ thể, Bệnh viện Trẻ Em sẽ sắp xếp để hồi sức cấp cứu và hồi sức sơ sinh theo nguyên tắc không xuất viện bệnh nhân cũ nhưng sẽ tiếp nhận bệnh nhân mới vào các khoa hồi sức cấp cứu và hồi sức sơ sinh. Bệnh viện vẫn tiếp tục cách ly tuyệt đối với hai khoa hô hấp và truyền nhiễm theo phương án 4 tại chỗ. Rà soát các bệnh nhân của khoa hồi sức, nếu đỡ có thể cho dồn bệnh nhân sang khoa nội nhi hoặc ngoại nhi. Tổ phản ứng nhanh phòng chống COVID-19 thành phố Hải Phòng cũng đã đề nghị Bệnh viện Trẻ Em Hải Phòng khẩn trương phối hợp các địa phương, ban ngành, lập danh sách các bệnh nhân đã ra viện từ ngày 25 tháng 1 đến nay để thông báo cho họ khai báo y tế tại địa phương và tự cách ly tại nhà.